Việc làm rõ các tác động của việc áp thuế giá trị gia tăng, thuế VAT với phân bón tiếp tục thu hút nhiều ý kiến khác nhau của các đại biểu Quốc hội và các chuyên gia tại tọa đàm áp thuế giá trị gia tăng phân bón vì một nền nông nghiệp phát triển bền vững. Quốc hội đã ban hành luật thuế 71/2014/QH13, gọi tắt là luật thuế 71, có hiệu lực từ ngày 1/1/2015. Tại khoản 1, điều 3, luật này quy định các mặt hàng phân bón, máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, ngay sau khi triển khai thực hiện, luật thuế 71 đã nảy sinh nhiều bất cập. Cụ thể là khiến giá bán phân bón trong nước không giảm mà còn tăng lên do phải gánh phần thuế giá trị gia tăng đầu vào mà doanh nghiệp không được hoàn thuế do không có thuế giá trị gia tăng đầu ra, tạo ra sự cạnh tranh thiếu công bằng giữa hàng sản xuất trong nước và hàng nhập khẩu, ngành sản xuất phân bón trong nước mất động lực phát triển, nguy cơ đi thụt lùi, ngân sách nhà nước thất thu. Do những bất cập này, Chính phủ đã xây dựng dự thảo luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi và đã được đưa ra thảo luận, dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Trong đó, phương án áp thuế giá trị gia tăng 5% đối với phân bón đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhiều đại biểu Quốc hội cũng như các chuyên gia lĩnh vực này. Tuy nhiên, những tác động của việc đưa phân bón vào diện chịu thuế 5% cần được đánh giá khoa học, thấu đáo, bao trùm dựa trên lợi ích tổng thể của cả nền kinh tế để có quyết sách về chính sách thuế đúng đắn vì lợi ích người nông dân, sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp nước nhà.